Second Rider trong series của Kabuto là một điều vô cùng đáng tranh cãi với cộng đồng Toku. Có thể mọi người cho là The Bee, cũng có người cho là Counter Gatek. Nhưng trong video lần này, chúng ta sẽ bàn tới chàng trai Kagami Arata, người đã trở thành cả hai Rider. Tất cả những form về Gatek sẽ là đề tài ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi bắt đầu phần Rider, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Kagami Arata là ai, quá trình của anh ta như thế nào trước khi anh ta được chuyển hóa thành Gatek, một trong những Rider chỉ xuất hiện ở nửa sau của phim mà thôi. Kagami Arata, anh ta là một đặc vụ cấp thấp của Z, chỉ vừa gia nhập tổ chức này không bao lâu, nhằm mục đích trả thù những người thân đã bị Worm tấn công. Nhiệm vụ chính của anh ta là giám sát những trận chiến của lực lượng Z chống lại đám Worm. Ngoài công việc tại tổ chức Z, anh ấy còn làm việc cùng với cô gái Hiyuri tại một nhà hàng. Arata là một người có trái tim nhân hậu, nhưng bản tính của anh thường bốc đồng và hành động không suy nghĩ tới hậu quả, đã làm cho Tendo, Koro Kabuto rất nhiều lần rơi vào khốn đốn. Những suy nghĩ bốc đồng này đã giúp anh xém trở thành Kamen Rider Kabuto khi chống lại lệnh của tổ chức và sử dụng chiếc driver của hệ thống Rider System. Lý do mà Kagami gia nhập tổ chức Z cũng dần được hé lộ những tập sau. Em trai của anh ta đã bị tấn công một tên Worm và hiện tại đã bị giả dạng bởi chúng. Cũng trong cùng tập phim này, anh ấy đã gặp gỡ tên Worm giả dạng và có những quyết định khó khăn. Tendo Koro Kabuto đã ra tay để tiêu diệt tên Worm này. Trước khung cảnh đó, Arata đã thề sẽ vượt qua Tendo một ngày nào đó không xa. Chương tiếp theo, khi Rider thứ hai, Rider The Bee xuất hiện, anh ấy đã đem lòng ngưỡng mộ chàng trai trở thành The Bee. Nhưng khi anh ta đã không còn đủ tư cách vì chỉ mong muốn đánh bại Kabuto, The Bee Zester đã rời bỏ hắn và chọn Kagami, người đã đứng ra để bảo vệ những người đồng đội khác trong Shadow, một lực lượng đặc biệt của Z dưới trướng của The Bee. Tưởng chừng như sẽ trở thành The Bee trong những tập tiếp theo, nhiệm vụ chính của anh là tiêu diệt Kabuto, nhưng với tình bạn của mình dành cho Tendo, mặc dù anh ta thì không nghĩ vậy, Arata đã từ bỏ tất cả cũng như sức mạnh của The Bee và trở thành người bình thường.